Chào các bạn. Bây giờ là chiều ngày 22 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu. Thời gian này là thời gian chúng ta phun cái HTC để ủ hoa cho vài u hồng. Nửa tháng nữa thì chúng ta phun cho vài thanh hà, và một tháng nữa chúng ta sẽ phun cho vải thiều. Thì sáng nay mình đã chia sẻ video về thời gian. Tuy nhiên, nhiều anh em vẫn thắc mắc về vấn đề nồng độ pha như thế nào cho phù hợp. Thì cái HTC này mình đã dùng cách đây hàng chục năm rồi, lâu lắm rồi. Mình đã dùng thành thục, nhuần nhuyễn về các loại lộc, diệt lộc, dọc, diệt lá, ủ mầm hoa như nào. Thì mình đã dùng cái HPC rất lâu. Tuy nhiên, cái HPC ngày xưa nó chỉ có đạm, lân và ethylene thôi. Còn bây giờ, cái HTC bây giờ, cái HPC ngày xưa ấy nó chỉ có đạm, lân và ethylene thôi, cho nên nó diệt lộc nó mạnh hơn. Tuy nhiên vì diệt lộc mạnh hơn cho nên nhiều anh em dùng không khéo có thể dẫn đến hiện tượng nghẹn hoa, cho nên các bạn rất sợ. Còn bây giờ cái HPC nó không ra nữa, người ta ra thêm cái HPC này, HTC này thì vẫn là của công ty họ thôi. Thì năm ngoái năm kia cái anh Tiến nhiều công ty HTC anh đã lên mình thì mình khỏi phải nói nữa. Thì bây giờ mình sẽ đọc về cái thành phần của nó nhé. Đây thành phần đây. Hôm nay mình đọc rất chi tiết. Mình thử bật đèn sáng lên coi có được không. Nếu đèn sáng có thể chói, hơi chói. Thành phần đạm tổng hợp N là 5%. 2. Lân hữu hiệu P2O 2%. Kali hữu hiệu CO2 2%. Đồng CU 100 ppm, sắt Fe 100 ppm, kẽm Zn 100 ppm, mangan Mn 100 ppm, bo Br 100 ppm, NaA là auxin, nó là chất kích thích sinh trưởng cùng mấy ghi benzylin nhé. Vậy cái này nó có cả ethylene và auxin 500 ppm, pH 6,5 pH, vậy đây là độ trung tính. Tỷ trọng 1,5. Bổ sung phụ gia đặc biệt và ethylene giúp chặn đọt non hiệu quả và thúc đẩy ra hoa đồng loạt. Ethylene hoặc người ta đọc là HP ethen. Đây HP ethen. Chúng ta quan sát bên này. Nó đều ghi là ethen, ethen, ethen. Thì cái sản phẩm ethylene nó là gì? Quan trọng nhất là chúng ta dùng sản phẩm nào nó ethylene là được, chứ không quan trọng là tên. Tên thương mại nó nhiều lắm. Nhiều công ty sản xuất lắm, người ta đăng ký. Đấy. Cho nên chúng ta không quan trọng về cái nào tên là cái gì thì tên kệ đó. Kể cả thuốc giấm chuối nó cũng là ethylene. Hoặc là điều hóa bảo, hoặc là nhiều cái ghi hẳn ethylene đều là nó thôi. Vậy ethylene nó công thức hóa học là gì? Đó là H. Công thức hóa học là C2H6 các bạn ạ. C2H6. Công thức hóa học của ethylene đó là C2. C2H6. Chúng ta có thể viết nó như sau: C H H, và trên này là H, trên này nữa là H, và dưới này cũng là H, dưới này là H. Vậy chính là C2H6. Đây là cái công thức hóa học của nó. Hoặc nó còn có, hoặc có thể viết như thế này cũng được: C thẳng trên này là H, thẳng trên này là H, thẳng dưới này là H, dưới này là H, trên này là H. Đấy. Vậy nó là sản phẩm gì không quan trọng, tên thương mại như nào không quan trọng, nhưng nó đều có ethylene là được, đều có thể diệt lộc.
Ví dụ điều hoa bảo, siêu dần lộc, chấm chuối, đất đèn vân vân đều là ethylene là được. Còn tên nó thì người ta gọi là gọi. Cũng như là chúng ta gọi con bò, con bé là con bê, con lợn nái, con lợn cái, nào, con bò, con trâu, con nghé đều là nó cả. Chẳng qua thay mất tên đổi họ thôi. Cũng dưới như con tép, con tôm. Thứ hai, quan trọng nhất là chúng ta để ý về cách pha nhé. Cách pha. Xong tí mình sẽ nói cụ thể. Đây pha enthen, HP enthen 20 đến 25 cho với bình 8 đến 10 lít. Vậy chúng ta có 3 mát. Thứ nhất là nếu chúng ta phun mát cao, đó là 25 cho bình 8 lít, 25 ml cho bình cho 8 lít. Và 20 mát thấp là 20 cho 10 lít. Vậy chúng ta sẽ chia làm 3 mức. Thứ nhất là chúng ta pha mát cao. Một, mình gọi là mát cao. Một là mát cao. Nồng độ cao nhé. Thì các bạn pha là 25 ml cho bình 8 lít. 25 ml trên bình 8 lít. Vậy bây giờ bình chúng ta là 16 lít, 18 lít, 25 lít thì chúng ta có việc chia thôi. Bây giờ mình lấy ví dụ sẽ bằng như sau. 25 chia cho 8 bằng 3,12. 3,125. Vậy tương tự như vậy, 3,125 ml trên 1 lít. Vậy bình chúng ta bao nhiêu thì chúng ta pha mát cao là lấy 3,25 nhân bình đó. Và nhiều bạn cứ hỏi mình cả bình điện bao nhiêu. Mình ví dụ như là bình chúng ta là 18 lít. Thì chúng ta bằng 3,125 nhân 18. Bằng bao nhiêu đó rồi nhân 16. Tóm lại như vậy. Chúng ta có lấy bao nhiêu lít nước thì chúng ta nhân bằng cái lít ra. Thì mình nhân mình hôm nọ mình pha cái mát cao nhất của người ta. Để mát thứ nhất. Là 500 ml là một chai HTC này phun vào cái lọc vải đang nhú lá chè hoặc gần bàn. Thứ nhất. Vậy thứ nhất, hôm nọ mình đã phun cái mắc cao nhất đó là 3,125 ml cho bình cho 1 ml nước. Vậy mình pha một chai là 500 ml cho bình 100 thùng 160 lít, mình phun lên cây vải lộc đang nhú, cây khỏe, đất ẩm, trời ấm, 4 ngày sau đã rụng lộc. Đấy. Thứ hai, chúng ta pha với mát trung bình, nồng độ trung bình, trung bình. Nếu chúng ta phun trung bình thì chúng ta vào 2,25 cho bình 10 lít. Để tương tự chúng ta chia ra thôi. Trung bình 25 ml trên bình 10 lít. Chúng ta chia ra bằng 25 chia cho 10 bằng 2,5 ml trên 1 lít. Vậy 2,5 ml cho 1 lít, vậy là một thùng. Một bình 500 ml này, chúng ta pha cho 20 lít. Nhỉ, đúng rồi, pha cho 20 lít. Vậy 500 này chia cho 25 thì bằng 20 mà, 200 mà, đúng rồi, 200 lít. Đây là mắc trung bình. Còn tiếp theo, mắc thấp. 3, nồng độ thấp. Nồng độ thấp. Nồng độ thấp chúng ta lấy 8 chia cho 10 đi. À, 20 chia cho 10. Sẽ là 20 nồng độ thấp này. À đúng rồi, 20 chia 10. Thậm chí 20 chia 8 nhá. 20 chia 8. Nồng độ thấp nhất bởi 20, 25 cho bình 8, 10 lít mà. Để 20 chia cho 8 đi. Đấy, 20. 20 ml trên bình 8 lít. Và chúng ta lấy 10 trước nhá. Lấy 10 trước gọi là thấp vừa vừa. Thì đây là 2 ml rồi. 2 ml trên 1 lít. Bây giờ chúng ta lấy tiếp mắc thấp hơn, thấp nhất của nó. Thấp nhất
4 thấp nhất, nồng độ thấp nhất. Nồng độ thấp nhất. Chúng ta lấy 8 chia cho 25, chia cho 20, chia cho sao nào? 20 chia cho 8 thì là bằng bao nhiêu? Thì chính là như thế. 20 chia cho 8 xem nào. 20 chia 10. À, 20 chia 10 là thấp nhất rồi các bạn ạ. 20 chia 8 thì cũng bằng 1 trên 2. Đúng rồi. Vậy chúng ta có thể chia làm 3 mark. Đó là nồng độ cao, nồng độ thấp. Thì mình có thể viết sang bên này hay mình kiếm một tờ khác nhé, để viết cho các bạn nhìn nó nét nét một chút. Các bạn đợi mình một tí. Đây, bây giờ mình lấy một tờ khác ra, mình viết lại cho nó đẹp hơn. Đấy. Cho nét đỡ bị gạch tẩy xóa nhiều. Thì có 3 mức thôi. Mình quên để ý, mình tưởng là 4 mức cơ. Đây, thứ nhất. Thứ nhất, chúng ta pha với nồng độ cao. 1. Bút này dở quá. Nồng độ cao. Hai chấm. 25 chia cho 8 lít. Bằng 3,125 ml trên 1 lít nước. Đấy. Thứ hai, kẻ đi sang nồng độ trung bình. Cái bút này cứ viết một lúc nó mới ra được. Nồng độ trung bình. Nồng độ trung bình, 2 chấm xuống dòng. Chúng ta pha với 25 cho 10. 25 trên 10. Vậy chúng ta sẽ bằng 25 trên 10. Vậy tương đương chúng ta là 2,5 ml cho 1 lít. Đây là với mác trung bình. Và cuối cùng, chúng ta với nồng độ thấp. 3, nồng độ thấp. Nồng độ thấp. Nồng độ thấp này. 3. Nồng độ thấp này, nồng độ thấp nhất. Nồng độ thấp nhất. Chúng ta sẽ pha 20 cho 10 lít. 20 trên 10 bằng 2 ml nước trên 1 lít nước. Vân vân. Mình sẽ chia làm 3 nồng độ. Còn bây giờ các nồng độ này phun lọc lái nào, mình sẽ đi mình xem cho các bạn xem cái lọc lá nên pha với nồng loại nào. Mình gặp sẵn rót từng loại một. Một, thứ nhất. Loại thứ hai.
Đây, và lại cuối cùng loại thứ ba. Bây giờ mình mời các bạn cụ thể ra xem cái cây loại nào nên pha nồng độ nào. Mời các bạn ra trực tiếp xem vườn mình nhá. Mời các bạn đi với mình. Thứ nhất, hôm nọ mình phun cái cây vải u hồng ở trên khu trước cửa nhà mình. Mình pha với nồng độ thứ nhất nhá. Mình pha với nồng độ thứ nhất. Đây, nồng độ thứ nhất. Bây giờ là gặp mãi gặp ra chứ. Lúc gặp ngược các bạn ạ. Hôm nọ, hai cây này mình pha với nồng độ thấp nhất, là cao nhất đây. Hình như mình phun hôm mùng 3 nhỉ? Mình không xem lại video. Các bạn nhìn nhá. Thế bây giờ mình trèo hẳn lên để các bạn xem cái lộc nó như nào. Các bạn chú ý, hôm nọ mình phun, mình quay thì cây vải lá nó rất là xanh, đậm. Nhưng sau mấy hôm mình phun xong, bây giờ lá nó chuyển sang màu vàng nghệ rồi. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Vậy là cây vải chúng ta cần diệt lộc mạnh. Chúng ta pha mấy nồng độ cao nhất của nó. Đó là 3,125 cho 1ml nước. Sau mấy ngày lá gần ban còn rụng các bạn ạ. Đây. Vậy các bạn xem lại video hôm mình phun nhá. Không nhiều anh em phun trắng rụng cái gì cả. Vừa sáng nay có bạn còn hỏi có bao nhiêu nhỉ, chăm hơn bao nhiêu cây mà chỉ có phun có mười mấy lít, mấy mấy thùng thôi thì không biết các bạn phun rụng như nào được. Chắc nhiều anh em phun không rụng, không phải là do thuốc kém chất lượng mà do các bạn nhé. Đây này. Rụng hết rồi. Vậy thông thường cái loại ethylene này, nếu chúng ta cần nó rụng được nhanh là chúng ta phải đợi 15 ngày sau. À, rụng được hết, 15 ngày sau nó mới hiệu quả. Còn chúng ta pha với nồng độ cao chỉ cần 4-5 ngày sau là nó rụng rồi. Bởi hôm nọ mình chỉ pha phun 4 ngày thì cây này đã rụng lộc. Và hôm nọ mình phun thì lộc đen xì. Như nay lộc đã chuyển sang màu nghệ, màu vàng các bạn nhìn này. Vậy cũng giống như chúng ta khoanh thôi. Chính vì vậy, mình có niềm tin. Năm ngoái, mình đã bỏ toàn bộ vải Thanh Hà và vải Thiều. Mình không khoanh. Thì các bạn so sánh vào năm ngoái chấp gì? Năm 2001 thì chấp cái gì? À 11. Bởi vì các bạn bảo cột điện còn ra hoa. Nhưng các bạn xem lại video năm 2019 nhà mình nhé. Vải mình, năm ấy là năm mất mùa, vải mình ra hoa. Cũng chỉ dùng cái HPC thôi. Như năm nay là HPC. Và mình tính chính lại là trước dùng HTC. PC thì chúng ta dùng mắt thấp hơn một chút. Nhưng bây giờ chúng ta dùng bằng nhà hướng dẫn sản xuất nhé. Để các bạn xem đây. Và thứ nhất, cây đang nhú lộc, chúng ta cần diệt lộc mạnh thì chúng ta phun với nồng độ cao của người ta. Tuy nhiên, cái HPC này nó có thể hiệu quả nó khoảng độ 15 ngày, nửa tháng nó mới hit hiệu quả của nó, à hiệu quả nó mới được mạnh. Cho nên chúng ta có thể phun với mắt trung bình. Với phun trung bình, mắt phun đậm, phun kỹ thì cũng diệt được lộc. Kể cả năm ngoái, mình làm thí nghiệm mình phun thật đẫm. Chúng ta phun với mắc 15ml cho 1 lít nước, thấp hơn cả mắc thấp người ta. Nhưng chúng ta phun đẫm, lộc cũng rụng được. Còn các bạn phun không rụng là do các bạn phun ẩu, không đủ đậm đặc. Bởi vì cái phân con lá này, chúng ta phải phun kỹ, phun đẫm thì nó mới rụng được. Được lộc, à, được kỹ nhá. Đây. Vậy những cái có dấu hiệu chuẩn bị bật mầm hay là chuẩn bị hình thành mầm, nó cũng ức chế lộc. Vậy thứ nhất, những cây đang nhú lộc, ra lộc và những cây bánh tẻ dài chắc có nguy cơ ra lộc, chúng ta muốn ức chế được lộc và diệt lộc, chúng ta phun với mác cao nhất của người ta là chỉ cần sau mấy ngày. Còn những cây này mình nghĩ kể cả chúng ta phun với ba cái mác thấp, trung bình đều diệt được hết, chẳng qua các bạn phun kỹ đều phun được hết. Nhưng lưu ý, chúng ta phải phun trước ra hoa. Phải phun trước khoảng độ, ít nhất khoảng độ 30 ngày. Còn mình thành một công thức, đó là phun trước khi ra hoa 45-50 ngày. Còn đối với những dòng cây lá vàng vàng, thôi bây giờ mình xuống để đỡ mình đỡ phải trèo thang. Thì mình chốt lại với cây lá vàng như thế này. À, với cây lộc giá này. Thì chúng ta
Nhũ lộc và lá ban thế này, bánh tẻ này chúng ta nên phun với mác trung bình và mác cao. Nếu muốn diệt lộc nhanh thì chúng ta phun mác cao. Còn diệt lộc từ từ chậm chậm khoảng nửa tháng thì chúng ta phun với mác trung bình là được. Tiếp theo, đối với cây lá lộc non, chúng ta cần làm lộc nhanh thành thục. Ví dụ những cây như thế này. Chúng ta muốn làm lộc nhanh thành thục, lá như này nhá, thì chúng ta phun với mác thấp người ta nhá. Mác thấp là nồng độ 3. Đây. Chúng ta phun với mác thấp của người ta, nồng độ 3. Đều thành thục được. Còn ngoài ra chúng ta muốn không muốn dùng cái MKPH lân 86 hoặc là NPK dầu kali. Và những lộc đang non như này thì chúng ta phun, mình quên rồi. Phun thấp hơn mác hướng dẫn nhá. Chúng ta có thể phun được 300 lít nước cho một chai. Vậy 300 nó khoảng độ 1, mấy thôi nhá. Chúng ta phun 1, mấy đều pha được. Đây. Tiếp theo, mình nói về kinh nghiệm của mình cất đi nhá. Vậy chúng ta quan sát ba cái mác sau. Các bạn nhìn kỹ này. Không nhiều khi các bạn mình đã nói rõ rồi, các bạn đã hỏi mình bao nhiêu, không biết là các bạn tính toán kiểu gì. Đây. Bạn nhìn kỹ nhá. Nồng độ cao nhất phun với 825 ml cho bình 8 lít. Chúng ta sẽ pha 1 lít nước với 3,125 ml trên 1 lít. Thì bất cứ loại lộc lá nào đều diệt được. Từ kẻ lộc sắp ban và lộc như búp chè. Chỉ cần 5-6 ngày sau là diệt được. Tiếp theo, nồng độ trung bình này thì cũng diệt được như trên, nhưng thời gian kéo dài hơn. Nồng độ thấp cũng diệt được, tóm lại kể cả ba cái mác này, chúng ta phun với mác nào cũng đều diệt được lộc hết. Nhưng nó phải phun với mức kỹ. Bây giờ mình đi qua cái vườn nhà mình chia sẻ tiếp về cái kinh nghiệm dùng diệt lộc này như thế nào. Mình ví dụ, khi cây vải chúng ta khoanh nhiều mà đã được diệt lộc qua, lá chuyển lên màu vàng nghệ như cây vừa rồi là nhu cầu phát triển của nó đã xuống, không ra được lộc nữa và chỉ sau này có ra hoa. Nhưng vì chúng ta phun quá sớm, thời gian quá dài, nó ra lộc thì lúc này chúng ta không được phun với mác cao của người ta nữa. Bét nhất là chúng ta phải để một tháng sau chúng ta pha phun lại và phun với mác thấp. Bởi vì lá già mà bị phun, bị khoanh, cây yếu thì chúng ta phun với mác cao là cây bị nghẹn hoa. Cho nên nhiều anh em rất là sợ. Một là không diệt được lộc, hai phun là bị nghẹn, bị ngủ. Đối với cây bánh tẻ thì chúng ta nên phun với mác trung bình. Còn với lộc non, chúng ta phun mác thấp cũng được, mác cao cũng được, mắc gì cũng được. Ví dụ lộc bánh tẻ vàng vàng như nhà mình thế này, phun mắc cao cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì lá này nó đã già không diệt được. Phun mắc thấp nó cũng chẳng làm sao, bởi vì nó không ra được lộc. Cho nên tại sao mình thích làm cái lộc vải mà nó màu ban ban nõn chuối như thế này. Năm nào cũng thế, từ khi mình chia sẻ video đến nay cũng thế. Mình có một cái quy trình làm của mình là cổn ổn định, không chỉnh, không sửa bao giờ. Từ năm 19 đến nay mình đều có một cái quy trình làm vải là đầu tháng 10, từ mùng 5 đến 15 tháng 10 mình cho ra lộc cuối cùng. Và lộc cuối cùng của mình tính toán làm sao cho thêm thời gian và đông chí thì nó ban như này là được, rất là ok. Đấy. Đấy đã ok. Thôi cảm ơn các bạn, mình đã hết rồi. Các bạn dỗi đi xem nốt mấy cây vải mình kích nhá. Nhanh lắm các bạn ạ. Các bạn vào trời rét, trời rét đậm mức độ, ngồi nhà chỉ viết lách chơi chơi thôi, cũng chỉ cần mặc cái áo á. Một cái áo gì nhở? Đây, một cái áo khoác. Lách rét đậm đến mức độ, chỉ cần mặc một cái khoác thôi. Hôm nay là ngày rét đậm rét sâu đây. Đấy. Rét đậm rét sâu chỉ cần mặc một áo khoác. Nếu đi làm thì còn nóng các bạn ạ, nóng đi làm thì mặc áo bộ đội thôi. Mặc áo đông xuân trong này, áo lót trong này là nóng đấy. Không biết rét đậm rét sâu kiểu gì không biết.
Năm ngoái các bạn chia sẻ rất sớm, cuối cùng vải cũng nhũ lộc tầm ầm. Khoanh, có người khoanh 3 lần, có người phun bức chế 2-3 lần không diệt được. Nhà mình năm ngoái đông chí chỉ có một vài cái lá của thanh hà là hơi hỏng hỏng, nhưng cuối cùng ra hoa hết. Năm ngoái mình chỉ dùng đúng HPC thôi, nhưng năm ngoái mình phun mắc cao. Còn năm nay các bạn chia sẻ rất sớm, hôm nay rất đậm rất hại đây. Mình không vác thang rồi, các bạn xem những cái vải của mình. Hôm mùng 3 tháng, mùng 2 tháng 12, 11, mình phun đây, các bạn nhìn. Đấy, hôm nay đúng 20 ngày, lộc đã ban rồi các bạn ạ. Rét quá, rét bức độ cỏ cây hoa lá rậm mù mịt, cỏ ra hoa, ong bay bướm lượn. Lộc vải ra, tua tủa như rau muống. Các bạn mà nghe TV dự báo thời tiết, mà tin vào người ta thì thà rằng đừng nghe. Đây các bạn nhìn lộc vải mình đây. Hỡi, sau có mấy 20 ngày ban rồi đây. Hôm mình phun nhờ, mình phun một cái bình đeo lưng đấy. Phun rào 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 3 phút cây này đấy. Hôm phun chứ có gì đâu. Rồi, đã ổn chưa? Đã chuyển sang màu mận chín rồi. Cái này còn một tháng nữa đồng chí. Chỉ cần một tháng nữa hơi phân phớt này khoanh có quả hết. Với điều kiện là thời tiết không thuận, bất thuận cơ. Nhà mình mất mùa vải năm 2020 thì nhiều anh em cứ căn cứ vào đấy bảo mình làm vải có vấn đề. Như chúng ta biết rồi, cái thời gian vừa rồi trước đây cuối mùa thu chúng ta biết trận mưa nó kéo dài 2 tuần. Sau trận mưa tiếp 2 tuần nữa nó làm cho lộc vải lá cỏ còn không mọc được. Cho năm 2019 20 Tết 2 giờ rưỡi Tết, 2 giờ chiều ấy, tức là 14 giờ 20, à 30, nó mưa dòng dã âm u ẩm ướt. Thì bình thường cái một cuối mùa thu lộc vải còn trắng ra được thì nói gì lúc ra hoa ra sao được hoa. Vậy thời tiết nó yếu tố gần như là số 1 rồi các bạn ạ. Đây, sau 20 ngày dùng GA3 vải ra tua tủa, cây bên này đấy, váng ươm, tua tủa hết rồi. Quan trọng chúng ta biết dùng phân, các chế phẩm. Đây, hãy vải ra tua tủa. Các bạn nhìn chưa, đã chuyển sang màu mận kìa. Trên kia đã chuyển sang màu mận rồi. Đây, 3-4 cây mình phun quanh đây, quanh gốc mít. Đấy, mình pha ở trong cái cây vải trước cửa nhà kia. Thế bây giờ các bạn ra xem nó cái cây gọi là cây vải hôm mình mùng 8 mình chia sẻ kỹ thuật làm vải lọc vải ra nhanh dài nhanh. Mà còn một tháng nữa thì rất là yên tâm các bạn ạ. Không có gì phải ngại cả. Còn nhớ anh em mà các bạn là có ý kiến là vải nó phải ủ hoa 3 tháng hay là mấy tháng thì mình chẳng cần. Các bạn xem lại video cũ mình biết rồi. Nhân vải tháng 3 hồng hồng cho hoa quả hết. Còn tận giờ thì mình yên tâm với cái vườn nhà mình rồi. Đây các bạn nhìn cái vườn ruộng trên nhà mình đây. Nó chuyển sang màu hồng hết rồi. Đấy, full hát GA3 đấy. Đấy. Mấy hôm thôi màu hồng rồi. Đặc biệt cái cây bởi mình chia sẻ, mình làm cái video hôm nọ đấy, hôm đúng 20 tháng 11 đấy, mùng 8 chưa hề có một chút lộc nào. Vậy hôm nay là 22, mình gọi là 12 ngày nhỉ. Mùng 8 đến 20 là 12 ngày, 14 ngày, gọi là nửa tháng. Các bạn nhìn nhá, nửa tháng. Mình đứng tầm xa bên này, mình quay lại các bạn nhìn xem. Nửa tháng cây vải này đã lộc kim kim lá chè dài 2-30 phân rồi. Thôi, trời mùa đông các bạn ạ, rét, rất đậm rất hại đấy. Trời rét mức độ, họa lộc vải ra vù vù. Rồi, các bạn nhìn đây. Nhanh không? Nó ra từng ngày các bạn ạ. Mình đứng lên mình xoăn trên ngọn các bạn xem nhá. Đây, cây vải mình cưa cụt. Úi dồi. Đây các bạn nhìn lộc này. Úi, thấy chưa? 20 phân, 30 phân thì chứ nói gì. Mình đứng lên một chút nhá. Ôi, chấp nhận gãy ngọn này. Nó mọc đúng cái kẽ. Đây mình chặt. Cụt đi. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, lộc vải. Sau 13 ngày. 14 ngày. 20 phần. Cái này
phun cho một lần NPK dầu kali hoặc là MKP hai lần nữa thì lại ban vàng ươm đấy, với cây kia mấy hôm nọ còn đỏ. À đúng rồi, cái hôm mùng 8 mình quay là cái cây bên kia kìa, lập kim kim ý, còn bé thế này. Đâu mình sang cái kia mình quay các bạn xem nhá. Ui cây vải này là ngày xưa mình trồng lạc ở đây, nó bị úng chết. Thế mình trồng một cây khác đến, thế mình phải chặt như này. Đây đúng rồi, mình nhớ. Hôm nọ mình bảo cây vải này lá kim kim đây, mùng 8. Đến hôm nay các bạn nhìn này, đã ban xòe hết rồi. Ui, thế thôi. Tại sao mình tự tin cả vườn, tất cả vườn vải mình không phun thuốc, à không khoanh. Chính là mình dùng các chế phẩm phân và chất hormone thôi. Những cái gì chúng ta thấy lạ, chúng ta cứ từ từ theo dõi, không nên kết luận quá sớm. Bởi vì chúng ta biết rồi, con người mình ngày xưa cũng như con vật mà thôi. Tổ tiên chúng ta cũng ở trên cây, hái quả xuống đất cũng lấy mồm cắn xé thức ăn. Nhưng từ khi biết sử dụng đồ đá cũng do một người, một con vượn nào đó nó vô tình, nó giẫm lên hòn đá, sắc chân sắc hoặc là đập ghè đá gì đó, đâm chọc vào tay, từ đó biết sử dụng đồ công cụ bằng đá, rồi biết giữ lửa, vô tình nhặt được đồ trong lửa ăn thấy thơm, hoặc là bị cháy vào chân tay thấy ngửi thấy mùi thơm cho nên cho vào lửa để biết giữ lửa. Từ đó chúng ta tìm ra công cụ đồ đá, đồ sắt, đồ đồng, rồi những phát minh như bây giờ. Cho nên những nếu chúng ta mà không sáng tạo, chỉ làm theo cái cũ, đôi khi cái cũ mà làm máy móc mà không hiểu thì chúng ta chỉ dừng ở đấy thôi. Cho nên chúng ta muốn phát triển, chúng ta cần phải tìm ra cái mới, những phương pháp nào làm hiệu quả nhất, ít tiền nhất. Ví dụ mình không cần khoanh là tiết kiệm công, mình không xới cỏ, mình để vườn ổn định là tiết kiệm thuốc cỏ và không hại sức khỏe. Rồi bây giờ mình đã can thiệp lọc, làm sao lọc vải mình nó không ra mùa đông. Cũng như nhiều anh em bây giờ chúng ta khoanh lần thứ hai rồi, nhiều người đã phun nước chế rồi, rất là nhiều rồi. Nhưng vải mình bây giờ đang thành thục dần, một tháng nữa mình tin rằng trong một tháng đó vải mình chắc chắn không cây nào nhú được lọc, và tất cả đều thành thục bánh tẻ. Bởi vì chỉ cần nửa tháng vải mình đã ra được 20-30 phân rồi, thì còn một tháng nữa chắc chắn cái lọc đó sẽ chuyển sang màu hơn phớt hồng này. Mà màu phơn phớt hồng như này mới là màu ra quả đẹp nhất, trùm cục. Nhược điểm của nó là hay khô, nứt, vỡ. Nhưng mình để cỏ và mình sử dụng nước chăm sóc ổn định, mình tin mình sẽ làm được. Cảm ơn các bạn xem video.